sau đây chúng ta xin bắt đầu buổi hội thảo để mở đầu chương trình tôi xin phép được trình bày bài báo cáo về những tiến bộ của siêu âm tim trong đánh giá các bệnh tim cấu trúc tiếp theo chương trình tiến sĩ trịnh việt hà sẽ trình bày với các quý đồng nghiệp bài báo cáo về những tiến bộ của siêu âm tim trong lượng giá kích thước và chức năng các buồng tim phần đầu tiên chúng tôi xin chia sẻ cùng các quý đồng nghiệp những tiến bộ mới của siêu âm tim trong bệnh tim cấu trúc chúng ta đều biết rằng khi nói đến các bệnh tim cấu trúc là ta nói đến các bệnh van tim, các bệnh tim bẩm sinh, các dị tật trong tim, các can thiệp các cấu trúc tim rồi các bệnh cơ tim như bệnh cơ tim phì đại vân vân mà khi chúng ta cần phải sửa chữa, cần phải thay đổi kích thước và chức năng cấu trúc tim này để cho tim được trở lại hoạt động bình thường thì cái tiếp cận của chúng ta lại phải có một tiếp cận về mặt đội nhóm tức là không phải chỉ có một bác bác sĩ nội khoa tim mạch hay không phải chỉ có một bác sĩ tim mạch can thiệp cũng không phải chỉ có một nhà phẫu thuật viên hay không phải trong chẩn đoán chỉ có bác sĩ siêu âm mà phải có sự phối hợp của đội nhóm của nhiều chuyên gia như các chuyên gia siêu âm tim, chuyên gia chẩn đoán hình ảnh như cộng hưởng từ, CT, các chuyên gia về tim mạch can thiệp, các nhà phẫu thuật viên, các bác sĩ nội khoa, các bác sĩ gây mê và các điều dưỡng, các nhân viên công tác xã hội thì chúng ta mới chăm sóc người bệnh một cách có hiệu quả được từ khâu sàng lọc, khâu chẩn đoán đến can thiệp, phẫu thuật và chăm sóc theo dõi sau thủ thuật, sau phẫu thuật. Trước hết, chúng ta xin uh, chúng ta sẽ đi vào các bệnh lý van tim. Thì về các bệnh van tim thì trong những năm gần đây, siêu âm tim đã phát triển rất là mạnh mẽ, đã giúp cho chúng ta thấy được không những thay đổi về giải phẫu của các van tim mà còn giúp cho chúng ta đánh giá được cả những cái nguyên nhân bệnh sinh của các bệnh lý van tim. Và với cái sự phát triển của tim mạch can thiệp và phẫu thuật thì siêu âm tim cũng phát triển song hành với những kỹ thuật như siêu âm tim 3D, siêu âm tim siêu âm tim qua thực quản và các kỹ thuật như là siêu âm đánh dấu mô cơ tim để giúp lượng giá, kích thước và chức năng của các kích thước và chức năng các buồng tim các cấu trúc tim các hậu quả của các van tim mà tí nữa thì tiến sĩ trịnh việt hà cũng sẽ chia sẻ với các bạn về uh, vai trò của siêu âm tim trong lượng giá kích thước và chức năng các buồng tim và trong bài này thì tôi xin đi vào vai trò của những tiến bộ mới về siêu âm trong đánh giá bệnh lý van động mạch chủ, bệnh lý van hay lá và bệnh lý van ba lá và chúng ta biết rằng khi nói đến chẩn đoán các bệnh van tim thì chúng ta sẽ không chỉ có siêu âm mà chúng ta còn có cả các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác như cộng hưởng từ tim, như chụp CT và như với các cái phương pháp mới nữa ở các các nước có là các cái phương pháp chẩn đoán như Fusion Imaging rồi siêu âm trong buồng tim vân vân Trước hết về bệnh lý van động mạch chủ, chúng ta biết rằng những cái khuyến cáo mới nhất như khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2021 của tác giả Otto Tô thì đã chia bệnh lý hẹp van động mạch chủ ra làm 3 giai đoạn. Là giai đoạn D1 là khi mà tranh áp qua van bệnh chủ cao và bệnh nhân có triệu chứng giai đoạn D2 là giai đoạn là tranh áp cao nhưng mà lúc này tim thì đã suy và tranh áp qua van xin lỗi là giờ giai đoạn bệnh nhân có triệu chứng nhưng mà tim lúc này suy cho nên cái tranh áp qua van thấp và lưu lượng thấp chúng ta gọi là low flow low gradient reduce EF và đối với cái giai đoạn D này thì cái diện tích van động mạch chủ sẽ thường nhỏ hơn một cm vuông tuy nhiên vận tốc tối đa qua van các bạn đo được sẽ không bao giờ cao trên 4 m trên dây như là đối với giai đoạn D1 mà giai đoạn D2 này thì vận tốc thường nhỏ hơn 4 m trên dây và cái tranh áp trung bình qua van động mạch chủ thường là dưới dưới 40 mm thủy ngân van được mạch chủ thì thường vôi hóa và mở rất là kém. Lúc này chúng ta rất là băn khoăn không biết là van mở kém này là do hẹp van thực sự hay là do giảm chức năng tim. Lúc này chúng ta cần phải làm siêu âm dobutamin để xem là van có hẹp thực sự hay không. Đến cái giai đoạn một cái giai đoạn nữa là giai đoạn D3. Giai đoạn D3 là những trường hợp mà EF thì vẫn còn bình thường nhưng mà chênh áp qua van thì vẫn là thấp và bệnh nhân thì có triệu chứng trường hợp này thường gặp trong những trường hợp là bệnh nhân có hẹp chủ khí nhưng mà thể tích tống máu thấp có thể do bệnh nhân bị phì đại thất trái vân vân lúc này các bạn cần phải đo huyết áp để kiểm tra xem bệnh nhân có huyết áp cao không rồi có bệnh lý cơ tim phì đại đi kèm hay không thì trên slide này chúng ta sẽ thấy là khi mà bệnh nhân có EF thấp có diện tích van động mạch chủ dưới 1 cm vuông nhưng tranh áp trung bình qua van động mạch chủ dưới 40 mm thủy ngân thì chúng ta thường làm siêu âm tim dobutamin và khi làm siêu âm tim dobutamin thì chúng ta sẽ có hai tình huống xảy ra là khi mà chúng ta truyền dobutamin thì stroke volume tức là thể tích tống máu của bệnh nhân tăng lên trên 20% có nghĩa là bệnh nhân này còn cái dự trữ co bóp cơ tim lúc này sẽ đặt ra hai tình huống nếu mà diện tích của lỗ van vẫn vẫn lớn không nhỏ đi thì chúng ta có là hẹp giả hẹp chủ thế như vậy là bệnh nhân này là cái tranh áp thấp ban đầu là do giảm co bóp chức, giảm chức năng tim thế còn nếu mà khi mà tăng tăng cái số volume trên 20% kèm theo tăng liều dopamine mà chúng ta thấy diện tích của lỗ van giảm đi dưới 1 cm vuông và trinh áp thì tăng lên trên 40 mm thủy ngân thì lúc này bệnh nhân là hẹp chủ khít thực sự là chúng ta sẽ có chỉ định mổ thay van động mạch chủ hoặc nếu bệnh nhân có kèm theo hẹp động mạch vành bệnh lý động mạch vành thì chúng ta sẽ vừa thay van động mạch chủ và vừa vừa can thiệp động mạch vành hoặc bắt cầu nối động mạch vành. Như vậy thì chúng ta biết rằng siêu âm tim gắng sức đóng vai trò rất quan trọng trong việc đánh đánh giá lượng giá các bệnh nhân hẹp van động mạch chủ và đối với bệnh nhân hẹp van được mạch chủ thì các quý đồng nghiệp cũng biết là cái van nó hẹp do vôi hóa, sơ hóa. Tuy nhiên vấn đề không phải chỉ nằm ở bệnh lý của van tim như trước đây chúng ta vẫn nghĩ mà chúng ta biết rằng các bệnh nhân hẹp chủ thì thường có phì đại thành tim và giảm chức năng tim và giảm cả cái sức căng của thất trái mà chúng ta vẫn thường khảo sát được là sức căng dọc thất trái. Lát nữa bài của tiến sĩ Việt Hà sẽ chia sẻ với các bạn về vấn đề này sâu hơn. Và đối với bệnh nhân hẹp văn động mạch chủ thì các quý đồng nghiệp biết rằng ngay cả từ khi mà chức năng thất trái có cái phân số tống máu vẫn còn trên 50% tức phân số tống máu bảo tồn thì bệnh nhân đã có thể có những cái biểu hiện của khó thở, của suy tim là bởi vì sao? Là bởi vì cái thành tim dày cho nên rối loạn chức năng tâm trương. Thứ hai là do lưu lượng thấp qua van động mạch chủ thì dẫn đến là tim nó phải tăng nhịp tim để để đáp ứng để bù và dẫn đến là nhịp tim tăng và cái thời gian tống máu sẽ giảm. Kèm theo đó bệnh nhân hẹp van động mạch chủ lại thường tuổi cao, thường có nhiều bệnh nền như là tăng huyết áp, như tiểu đường, như béo phì cho nên càng dẫn đến rối loạn chức năng tim vì đại thất trái suy chức năng tâm trương và những bệnh nhân hẹp van động mạch chủ thì rất nhiều bệnh nhân có cả kèm theo suy thất phải kèm theo và hở hay lá do ví dụ bệnh COPD các bệnh các bệnh liên quan đến tim phải và các cái bệnh lý van hay lá đi kèm thì chúng ta thấy là tiếp cận bệnh nhân hẹp van động mạch chủ chúng ta phải có một cách tiếp cận toàn diện một cái nhìn toàn diện với các bạn là bác sĩ siêu âm chúng ta không chỉ nhìn cái van tim đo cái tranh áp tính cái diện tích lỗ van mà chúng ta phải đánh giá tổng thể người bệnh tổng thể chức năng tim chính vì vậy bài sau của tiến sĩ Việt Hà là rất quan trọng các bạn sẽ được tiến uh, sĩ Hà chia sẻ rất là nhiều các cái vấn đề mới vậy thì đối với bệnh nhân hẹp van động mạch chủ cái thời điểm nào là thời điểm chúng ta cần phải can thiệp cần phải thay van nếu chúng ta thay van cho bệnh nhân quá sớm bệnh nhân sẽ phải mang một cái van nhân tạo cho dù là van sinh học hay là van cơ học thì cũng là một cái van nhân tạo đối với đặc biệt là đối với van cơ học thì lại phải dùng thuốc chống đông rất và rất là phiền phức. Thế còn nếu chúng ta thay van quá muộn thì sẽ rất là nhiều hậu quả có thể xảy ra như là đột tử, như là các cái nguy cơ trong cuộc mổ rất là cao, rồi bệnh nhân suy tim mất bù, tái nhập viện nhiều lần, tỷ lệ tử vong cao và dẫn đến những cái cánh nặng về sức khỏe và tài chính. Vậy thì có một cái khoảng hẹp, làm thế nào để chúng ta thay van vào cái thời điểm tối ưu nhất? Đây là câu hỏi và chúng ta biết rằng như là slide trước tôi đã nói là bệnh lý của hẹp van động mạch chủ, bệnh lý hẹp van mạch chủ là một bệnh lý của cả van tim và cơ tim. Như vậy thì các bạn biết rằng về cái van tim thì nó sẽ vôi hóa và sơ hóa. Thế còn cơ tim thì sao? Là nó sẽ có sự tiến triển phì đại thất trái và sơ hóa cơ tim. Chính vì vậy, cái việc chúng ta can thiệp kịp thời can thiệp đúng thời điểm là rất quan trọng bởi vì nếu muộn các bạn để bệnh nhân tiến triển thành suy tim phì đại và sơ hóa cơ tim thì cái đảo ngược của quá trình sơ hóa cơ tim nó sẽ rất là hạn chế và gần như là không đảo ngược được và dẫn đến là việc mình can thiệp muộn sẽ để lại hậu quả rất là nặng nề. Vậy thì vấn đề đặt ra là nếu bệnh nhân đã có triệu chứng mà tranh áp rất là cao rồi thì rõ ràng là chúng ta có chỉ định thay van động mạch chủ, điều đó là miễn bàn. Còn đối với bệnh nhân không có triệu chứng thì như thế nào? Đối với bệnh nhân hẹp chủ không có triệu chứng, nếu mà EF của bệnh nhân thấp thì bệnh nhân sẽ có chỉ định mổ thay van động mạch chủ. Chỉ định thay van động mạch chủ với chỉ định nhóm chỉ định nhóm một mức bằng chứng A hoặc mức bằng chứng A đối với những uh, bệnh nhân có khó thở và mức bằng chứng B đối với những bệnh nhân là chưa có khó thở nhưng EF dưới 50% và bệnh nhân có chỉ định nhóm một mức bằng chứng B đối với tất cả các trường hợp mà có hẹp chủ khít mà cần phải thay van khi mà bệnh nhân có phẫu có chỉ định phẫu thuật các cái bệnh lý van tim khác hoặc là phẫu thuật động mạch vành vân vân thì các bạn lưu ý trong một số trường hợp chúng ta lại đặt ra các câu hỏi liệu chúng ta có thể phẫu thuật sớm hơn được không? Cái ngưỡng cắt óp 50% có thể là quá thấp hay không? Thì một số nghiên cứu đã cho thấy rằng nếu những bệnh nhân hẹp chủ không có triệu chứng nhưng mà bệnh nhân gắng sức mà huyết áp không thể tăng lên được trên 10 mm thủy ngân đối với huyết áp tâm thu thì các bạn cũng có thể cân nhắc phẫu thuật cho bệnh nhân với chỉ định nhóm 2A hoặc những bệnh nhân hẹp chủ rất là nhiều, hẹp chủ khít mà mà bệnh nhân lại có cái tranh áp, uh, cái vận tốc qua van nó tăng trên 5 mét trên 5 m trên dây thì chúng ta cũng phải xem là chúng ta cần phải thay van được mạch chủ qua da à, thay thay van có thể thay van qua da hoặc là thay van bằng phẫu thuật hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân có hẹp chủ khít tuy không có triệu chứng nhưng nồng độ peptide bài niệu tăng gấp trên 3 lần bình thường hoặc những bệnh nhân mà hẹp chủ khít và có cái tốc độ tăng vận tốc qua van trên 0,3 m trên giây mỗi năm thì những cái bệnh nhân này chúng ta cũng phải cân nhắc thay van cho bệnh nhân với cái chỉ định nhóm 2A. Thế còn những bệnh nhân mà EF dưới 60% thì thế nào? Tức là một đã giảm xuống dưới 60% rồi chưa giảm dưới 50% thì các bạn cũng nên theo dõi và đánh giá cho bệnh nhân khoảng 3 lần trong ít nhất là 3 lần để đánh giá xem cái sự thay đổi của EF như thế nào để cân nhắc chỉ định thay van nếu mà sau 3 lần đánh giá mà chúng ta thấy EF vẫn dưới 60% thì phải cân nhắc thay van cho bệnh nhân. Trong những trường hợp EF giảm mới có dưới 60 chưa dưới 50 nhưng bệnh nhân có cả các cái chỉ định thay van tim khác hoặc là các chỉ định phẫu thuật tim khác thì chúng ta cũng chỉ định thay van động mạch chủ cho bệnh nhân thì đây là slide cho chúng ta thấy rằng cái sơ hóa cơ tim ở bệnh nhân hẹp van mạch chủ thì nó có cả sơ hóa dạng ổ và sơ hóa lan tỏa và sơ hóa dạng ổ thường là cái sơ hóa rất là cố định mà khi mà chụp cộng hưởng từ tim thì chúng ta sẽ thấy là có ngấm thuốc thì muộn thế còn sơ hóa lan tỏa thì các bạn khi mà chụp cộng hưởng từ các bạn sẽ thấy là tăng cái thể tích ngoại bào nếu mà bệnh nhân đã có sơ hóa dạng ổ thì là thường là tiến triển rất nặng thì một trong những cái phương pháp chúng ta có thể đánh giá lượng giá để chỉ định mổ thay van động mạch chủ sớm hơn nữa là đối với trường hợp nếu mà EF dưới 60% các bạn cho làm thêm sức căng dọc thất trái. Nếu sức căng dọc thất trái giảm dưới âm 16,7% thì các bạn nên làm cộng hưởng từ tim và nếu khi làm cộng hưởng từ tim ở những bệnh nhân này các bạn thấy có các biểu hiện của sơ hóa cơ tim thì chúng ta cần phải chỉ định cho thay van động mạch chủ sớm cho bệnh nhân thì đây cũng là những cái nghiên cứu mới từ năm 2019 mà càng ngày người ta càng đi sâu vào các cái hướng là vai trò của trần đoán hình ảnh đa phương tiện trong việc phát hiện những sơ hóa cơ tim, phát hiện sớm sơ hóa cơ tim để chỉ định thay van sớm cho bệnh nhân. Còn khi EF dưới 60% mà bệnh nhân GLS trên giá trị tuyệt đối trên 18, tức là lớn hơn âm 18% thì như vậy các bạn có thể tiếp tục theo dõi cho người bệnh. Thì đối với thay van động mạch chủ thì chúng ta biết rằng có thể phẫu thuật thay van uh, bằng phẫu thuật tim mở hoặc là thay van qua đường ống thông. Thì đây là các cái giờ, hình ảnh, đây là hình ảnh của các cái loại van mà chúng ta có thể thay qua đường ống thông như là cả van co, van van ép út, vân vân. Thì khi mà lựa chọn bệnh nhân thay van được mạch chủ qua đường ống thông thì chúng ta cần lưu ý là cái việc mà xác định các cái kích cỡ của dụng cụ của cái device hay là của cái van ấy, nó rất là quan trọng bởi vì nếu chúng ta xác định kích cỡ mà không không chính xác, không phù hợp, nếu van nó quá nhỏ nó có thể bị trôi, bị di lệch, bị hở cạnh chân van, còn nếu van quá lớn so với kích thước vòng van của người bệnh thì nó có thể khi mà chúng ta bơm bóng lên có thể dẫn đến vỡ vòng van, vân vân hoặc là uh, nó sẽ tỳ đè gây loét, gây sói uh, gây uh, ăn vào uh, gây loét vào các cái tổ chức xung quanh và thậm chí có thể gây lốc các cái đường dẫn truyền. Thì đây là hình ảnh siêu âm tim chúng ta hướng dẫn cái thủ thuật thay van động mạch chủ quan ra. các bạn nhìn thấy đây là cái sông của dụng cụ đã đặt ở trong đường da thất trái và van động mạch chủ và động mạch chủ lên sau đó thì uh, bóng được bơm lên và đặt được một người ta đặt một cái stand giãn nở ra và trong cái stand này thì có mang sẵn một cái van sinh học. Thì trong quá trình thay van động mạch chủ qua da hay là thay van động mạch chủ qua đường ống thông, siêu âm tim đóng vai trò rất quan trọng trong việc theo dõi hướng dẫn cho thủ thuật thì đây là hình ảnh một số hình ảnh siêu âm tim 2D và 3D về vai trò của siêu âm tim trong hướng dẫn thủ thuật thay van động mạch chủ qua đường ống thông các bạn nhìn thấy đây là cái hình ảnh cái dây dẫn cái gai ngoai khi mà chúng ta đưa vào nó có thể bị các cái sự cố không mong muốn như là cuộn lại ở trong nhĩ trái rồi cuộn lại ở vòng van hay lá và nếu chúng ta tiếp tục đẩy nếu chúng ta không phát hiện ra bằng siêu âm tim chúng ta tiếp tục đẩy hoặc chúng ta lôi chúng ta lôi và kéo thì có thể dẫn đến là giật tung và rách của van hay lá thế còn đây là hình ảnh mà khi mà chúng ta đưa điện cực tạo nhịp vào trong buồng thất phải trong quá trình thay van mạch chủ qua da chúng ta biết rằng có một cái pha mà chúng ta phải phải tạo nhịp thất phải nhịp đập rất rất là nhanh trên 200 lần phút để cho quả tim gần như là nó đứng gần như nó đứng im để cho các bác sĩ có thể đặt cái cái van uh, sinh học vào thì chúng ta thấy là đôi đôi khi là khi mà đưa cái điện cực vào có thể là chúng ta có biến chứng là chọc thủng chọc thủng thất phải và dẫn đến tràn máu màng ngoài tim cấp như là trường hợp bệnh nhân này. Thế còn có những trường hợp thì đường da thất trái và van nó quá dày, quá vôi hóa và sơ hóa thì trong nhiều trường hợp khi mà đưa vào thậm chí có thể làm bật các cái mảng sơ hóa, mảng vôi hóa này ra gây tai biến mạch não nếu mà chúng ta không có hướng dẫn của siêu âm. Thế hoặc là van nó quá dày, quá vôi hóa chúng ta không đánh giá được từ trước chúng ta thả van vào thì dẫn đến là có thể uh, dẫn đến kênh các cái van và tạo hình thành các cái huyết khối sau này hoặc là gây hở cạnh chân van ngay sau thủ thuật thì những vấn đề này chúng ta có thể đánh giá bằng siêu âm tim, đặc biệt là siêu âm tim thực quản, qua thực quản và siêu tim qua thực quản 3D thì chúng ta quan sát được rất là rõ. Thì khi mà chúng ta đặt cái van ở mạch chủ qua đường ống thông van sinh học vào thì chúng ta sẽ theo dõi những cái sự hình thành xem là có hình thành các cái huyết khối ở trong các van này không hoặc cái huyết khối cạnh van hay không thì cũng bằng siêu âm tim chúng ta có thể đánh giá được uh, tìm khảo sát được các cái huyết khối ở cạnh chân van xem có tranh áp qua van hay không có hình thành các huyết khối không Bây giờ chúng ta sang một cái vấn đề là can thiệp bệnh van hai lá thì vai trò của siêu âm tim, những kỹ thuật siêu âm tim mới như thế nào. Chúng ta thấy đây là hình ảnh của bệnh nhân bị hở van hai lá nhiều. Các bạn nhìn thấy đây ạ. À, hình bên trái là hình ảnh siêu âm tim 2D qua thực quản. Các bạn sẽ nhìn thấy là lá trước thì có một cái uh, cái chỗ là hở hở rất là nhiều mức độ hở thì nhiều và bật cả một phần của lá trước vào trong nhĩ trái tuy nhiên ở đây chúng ta không biết là đây là thủng lá trước hay là đây là đứt dây chằng thì lúc này chúng ta sẽ làm siêu âm tim qua thực quản 3D các bạn sẽ sẽ dùng đầu giò qua thực quản và đầu giò ma trận và chúng ta quan sát được các cái mặt từ của van cả mặt nhĩ và mặt thất với các cái nhiều góc quay và nhiều mặt cắt hai buồng hoặc là mặt cắt um, trục dài thì chúng ta sẽ thấy được là đây là chúng ta nhìn gọi là ăn view là góc nhìn của phẫu thuật viên nhìn từ nhĩ trái xuống van hay lá các bạn sẽ thấy là cái lá trước nó dày và thoái hóa và có những cái vùng xa van xa cả cả ba vùng và đặc biệt là có cái phần xa của phần đất dây chằng đứt dây chẳng lá trước của van hay lá nó bật vào trong nhĩ trái thì các bạn nhìn thấy đây là rất rõ bệnh nhân này là một bệnh nhân 85 tuổi cũng là một giáo sư đầu ngành về nội khoa của Việt Nam và chúng tôi đã phát hiện uh, cho thầy và sau đó thì thầy đã được điều trị ổn định và chúng ta biết rằng chỉ lược qua một chút thôi về cái chỉ định uh, của các cái phương pháp siêu âm để trong đánh giá bệnh nhân hở hay lá thì chúng ta thấy rằng trong tất cả các trường hợp thì siêu âm tim qua thành ngực, siêu âm tim qua thực quản luôn là chỉ định hàng đầu, là chỉ định nhóm 1, tức là màu xanh lá cây. Các bạn thấy là cứ thế mà làm, không cần phải bàn cãi. Trong một số bệnh nhân thì khi chúng ta thấy có sự mất cân xứng giữa lâm sàng và các dấu hiệu siêu âm đặc biệt về kích thước và chức năng các buồng tim của thất trái của thất phải thì chúng ta cần phải làm thêm cộng hưởng từ tim để lượng giá mức độ hở được chính xác hơn và trong một số trường hợp thì siêu âm tim qua thực quản trong phẫu thuật cũng được chỉ định là nhóm 1 mức bằng chứng B trong điều trị hở van hai lá và hướng dẫn cho thủ thuật sửa van hai lá như vậy thì vai trò của siêu âm tim qua thành ngực, qua thực quản 2D, 3D rất là quan trọng trong việc đánh giá mức độ hở, cơ chế hở cũng như là theo dõi và hướng dẫn các cái thủ thuật sửa van hay lá cho dù là sửa van qua đường ống thông hay là sửa dạ van qua phẫu thuật đấy là theo cái lai và đặc biệt cái lai mới năm 2021 của Hoa Kỳ thì đã đưa cái sửa van hay lá qua đường ống thông lên chỉ định nhóm 2A chúng ta thấy là đây là một cái bước tiến bộ rất là mới và trong đó trong cái khuyến cáo năm 2020 của ACC khi đã cập nhật cho khuyến cáo 2017 thì chúng ta thấy là người ta đã nêu đến vai trò của siêu âm tim gắng sức trong việc là trợ giúp cho việc giá những bệnh nhân hở hai lá nhiều là nếu bệnh nhân hở hai lá nhiều thì chúng ta ngoài việc theo dõi các triệu chứng và hình ảnh của bệnh nhân thì chúng ta cần phải đánh giá nhiệm pháp gắng sức nếu mà khả năng dung nạp với gắng sức kém thì chúng ta cũng phải cân nhắc chỉ định phẫu thuật thay van hoặc sửa van cho bệnh nhân và từ ngay từ khuyến cáo 2020 thì người ta đã thấy rằng sửa van hai lá qua đường hướng thông cho những bệnh nhân hở van hay là cơ năng cửa hở van hay lá thứ phát do giãn buồng tim thì có thể được chỉ định cho những trường hợp mà nếu mình đã điều trị nội khoa tối ưu và những trường hợp này nếu có phân xuất tống máu giảm và điều trị nội khoa tối ưu mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng thì chúng ta cần phải cân nhắc sửa van hay lá qua đường ống thông cho bệnh nhân và cái tiếp cận sửa van hay lá cũng như là phẫu thuật thay van hay là phẫu thuật hay là điều trị nội khoa hay là đặt các cái máy tái đồng bộ tim thì đều là cái việc tiếp cận chúng ta phải dựa vào việc hội trần ý kiến của các chuyên gia và hội trần đội nhóm ừ, thì chúng ta mới có thể đưa ra một cái chỉ định hợp lý và cá thể hóa cho từng người bệnh Bây giờ chúng ta điểm qua một chút về phân loại của các băng chia trong hở hay lá. Thì với cái phân loại của các băng chia, chúng ta có thể biết được nguyên nhân của bệnh lý van tim, rồi các tổn thương của bệnh lý van tim là gì, quá trình ảnh hưởng đến cái cấu trúc của van như thế nào và từ cái tổn thương đó thì nó dẫn đến những thay đổi của chức năng tim và chức năng của van tim như thế nào chúng ta thấy chúng ta thấy một cái sơ đồ tóm tắt là chúng ta có ba và phân ba ba tiếp của các băng chia là tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3. Tiếp 1 là tiếp giãn vòng van hoặc là thủng van. Tiếp 2 là tiếp xa van và tiếp 3A là tiếp mà van đóng không kín do hạn chế cái vận động của hạn chế vận động của của lá van trong trường hợp là bệnh nhân có tổn thương thấp còn tiếp 3B là van đóng không kín hoặc là đóng trượt và nhau là do uh, dối loạn vận động vùng làm cho cái dây, giảm cái độ nâng đỡ của dây chằng, làm cho van bị hở như vậy là chúng ta có ba cơ chế hở là có ba loại cơ chế thì về cái chị về cái về cái Ờ, nhóm 1 về cái các băng chia nhóm tiếp 1 thì chúng ta biết rằng là thường gặp trong trường hợp là bệnh nhân dung nhĩ, viêm nội tông mạc, nhiễm khuẩn hoặc là giãn buồng thất trái thì chúng ta thấy là có giãn vòng van hoặc là có thủng lá van, rách lá van thì chúng ta thấy cái lá van của bệnh nhân các bạn nhìn thấy đây là vẫn di động bình thường nó không bị di động quá mức như trong trường hợp sa van và nó sẽ có thể là cái độ áp của cái cái bờ van nó sẽ không áp đầy đủ hoặc là các bạn có thể quan sát thấy các cái lỗ thủng của van, tại sao nó không áp đầy đủ tại vì là van nó bị giãn vòng van nên không áp được thì các bạn lưu ý và hoặc là van vẫn áp được uh, kín nhưng mà lỗ van nhưng lại có một lỗ thủng ở ở lá van chẳng hạn thì đấy là tiếp 1. Thế còn tiếp 2 là tiếp sa van thì các bạn nhìn thấy tiếp sa van thì van nó thường bị di động mạnh, di động quá mức có thể gặp trong những trường hợp là thoái hóa van hay lá hoặc là viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, nhồi máu cơ tim, đứt dây chằng do là đứt uh, thiếu máu cột cơ, rồi chấn thương tim hoặc một số bệnh nhân là bệnh uh, tổn thương thất tim nó cũng gây để gây gây sa van rồi các cái bệnh về mô liên kết và các cái tổn thương thì chúng ta có thể thấy những cái cấu trúc như là cấu trúc um, cấu trúc thoái hóa nhầy rồi cột cơ dây chẳng thì dài và dây chẳng cột cơ có thể bị đứt về cái lá van thì cái hoạt động chức năng của lá van thì nó sẽ không được bình thường nữa thể hiện ở chỗ là lá van nó di động rất là mạnh là excessive moving đấy Thế còn cái tiếp 3A là như thế nào? Thì nhìn đây thì ở Việt Nam chúng ta gặp rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy đây là van, nó dày, nó thậm chí có thể có những nốt sơ vôi hóa và van có thể mở kém, vừa hẹp vừa hở. Và đặc biệt những trường hợp này thì chúng ta thấy là hở hay lá này thì hở hay lá thường là là cái lỗ cái hở nó thường lệch tâm là đây là tổn bệnh nhân là thường là tổn cương thấp của van hay lá thường là do uh, thấp tim hoặc là do viêm thì chúng ta thấy thường có dính cả mép van dày cả lá van và dính cả đôi nhiều trường hợp là dính cả dây chằng cột cơ nữa đúng không ạ đấy là những dấu hiệu để các bạn phát hiện bệnh van tim do thấp và về cái rối cái loạn chức năng của lá van thì các bạn thấy là lá van thì thường dày lên và cái vận động của lá van không phải là excessive moving tức là không phải di động quá mức như là trường hợp sa van mà nó sẽ là di động hạn chế đúng không ạ đấy. Thế còn đây là tuyếp 3B. Tuyếp 3B thì là van thì đóng không kín và hạn chế di động của dây chẳng là do vì làm sao? Không phải là do dây chẳng nó bị dày lên hay bị viêm hay bị tổn thương thấp hay là bệnh lý mô liên kết gì mà do là do cái cấu trúc của cái cơ tim nó bị thiếu máu do cái cơ tim nó bị thiếu máu ví dụ bệnh nhân này chúng ta thấy là thành dưới của thất trái sẽ bị nhồi máu cơ tim là di di động rất là kém, vận động kém và giảm co bóp dẫn đến là cái hệ thống dây chằng này này nó di chuyển và cái tính nâng đỡ của nó trở nên yếu và van đóng không kín thì thường là tuyếp 3B này thường gặp trong trường hợp là thiếu máu cơ tim cục bộ mạng tính hoặc là nhồi máu cơ tim và thường cái tổn thương kèm theo thì các bạn có thể thấy là thất trái có thể giãn hoặc tái cấu trúc hoặc rối loạn vận động vùng, giãn buồng thất trái hoặc là có phình thành tim vân vân những hình ảnh của bệnh tim thiếu máu cục bộ, của nhồi máu cơ tim. Về chức năng của van tim thì bạn sẽ nhìn thấy là van không phải là di động quá mức như sa van mà van nó có là di động kiểu hạn chế, nhưng mà hạn chế này nó không phải do dày và dính của dây chằng và nó kèm theo là thường có giãn của thất trái. Đây thì chúng ta slide này chúng ta sẽ tóm tắt cái khuyến cáo năm 2017 cho đến nay chúng ta vẫn dùng, đó là các cái tiêu chí để chúng ta đánh giá mức độ hở hay lá thì nếu mà khi ra uh, diện tích lỗ hở hiệu dụng dưới 0,2 hoặc là diện tích lỗ hở thể thể tích hở dưới 30 ml hoặc là phân suất hở dưới 30% thì chúng ta thường cho đánh giá là hở nhẹ. Còn nếu diện tích lỗ hở hiệu dụng trên 40 trên 0,4 cm vuông và thể tích hở trên 60 ml hoặc phân suất hở trên 50% thì chúng ta sẽ có là có thể coi là bệnh nhân hở nhiều còn ở giữa các cái uh, mức đó thì là hở vừa đến nhiều thì các bạn lưu ý thì rất là dễ nhớ. Thì đối với siêu âm tim thì những tiến bộ mới đặc biệt là siêu âm tim 3D sẽ cho chúng ta đánh giá được không phải chỉ có là vị trí hở mà chúng ta còn có thể dùng các cái, cái mode như là X-Plane rồi mode, uh, nhiều mặt cắt như Multi-MPA uh, multi, uh, tức là nhiều mặt cắt di chuyển các cái mặt phẳng để mà chúng ta tìm các cái vị trí hở vì chúng ta biết rằng trước đây chúng ta nghĩ là van thì chỉ có một vị trí hở thôi chúng ta đo ở cái vị trí đó là chúng ta cứ thế là chúng ta đánh giá nhưng thực ra không phải những cái tổn thương van nó có thể có nhiều vị trí hở nhiều do là nó bị ở, nhiều, đến xa nhiều vùng hoặc là tổn thương thấp mà nó cũng có bị dính nó bị ở nhiều vùng lúc này với xương tim 3D các bạn khảo sát được và các bạn đánh giá được <laughs> sử dụng các cái mặt cắt explant thì các bạn di chuyển thì các bạn tìm định vị được chính xác những cái vị trí hở và từ đó các bạn đo được kích thước của các dòng hở như vena constricta vân vân và với cái phương pháp xương 3D màu thì các bạn còn tính được cái diện tích của cổ dòng hở chứ không phải chỉ đo đường kính của cổ dòng hở trong trường hợp khó trong trường hợp mà có sự mất cân xứng giữa các thông số siêu âm và triệu chứng lâm sàng ví dụ như là mình làm trên siêu âm tim mình thấy hở hay lá nhẹ hoặc hở chỉ nhẹ đến vừa hoặc chỉ hở vừa nhưng bệnh nhân rất là mệt khó thở phải tái nhập viện nhiều lần vì suy tim lúc này các bạn cần phải chỉ định cho bệnh nhân làm cộng hưởng từ cộng hưởng từ tim để đánh giá cái kích thước và chức năng các buồng tim đánh giá cái phân xuất hở ở trên cộng hưởng từ thì nhiều khi chúng ta sẽ sẽ thấy được là các cái tiêu chuẩn vàng trên cộng về đánh giá hở thì vẫn là sử dụng các cái tiêu chuẩn của cộng từ đây là slide của chúng tôi là cho các bạn biết về những cái dụng cụ mà ngày nay chúng ta dùng để can thiệp van hay lá qua đường ống thông như là kẹp sửa van hay lá qua da S2S Mitraclip là một kỹ thuật mà chúng ta dùng rất là nhiều và ở Viện Tim Mạch Quốc gia của chúng tôi thì cũng là đơn vị triển khai kỹ thuật này lần đầu tiên năm 2014 tại Hà Nội và cho đến giờ vẫn là đơn vị là làm với số lượng bệnh nhân là nhiều nhất ở cả nước là một cái kỹ thuật mà chúng ta đưa cái ống thông vào kẹp hai cái bờ van hay lá ở vị trí van nó bị hở hoặc bị xa như tương tự với nguyên lý của kỹ thuật khâu hai bờ van của Anfieri kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật là sửa chữa xoang vành tức là nâu xoang vành và kỹ thuật thứ những kỹ thuật khác là những kỹ thuật như là uh, can thiệp vòng van rồi là thay van qua da vân vân thì đây là những cái tiêu chí về siêu âm tim để chúng ta lựa chọn và chỉ định cho các bệnh nhân kẹp sửa van hay lá qua đường ống thông clip là đối nếu mà đối với van hay lá mà hở cơ năng thì cái bờ diện áp của lá van phải đủ trên 2 mm và cái khoảng độ độ sâu của cái tính từ cái diện áp của van cho đến mặt phần vòng van phải dưới 11 mm. Thế còn đối với khoảng hai lá do sa van thì cái độ chênh của hai cái phần sa nó phải dưới 10 mm và cái độ rộng của vùng sa van phải dưới 15 mm thì đây là các cái tiêu chuẩn gọi là kinh điển cho kẹp sửa van hai lá qua đường ống thông thì các bạn hình dung đây là coax depth là phải dưới 11 và cái phần co áp tức là cái phần và hai bờ van nó áp được với nhau phải trên 2 mm đối với hở van hay lá tuôn năng còn đối với hở van hay lá thực tồn thì ví dụ như sa van thì cái cái độ rộng của vùng sa van nó phải dưới 15 mm và và cái khoảng chênh của hai lá van bị xa phải dưới 10 mm tuy nhiên đây là những cái tiêu chuẩn kinh điển theo rút ra từ nghiên cứu co áp ngày nay với cái sự phát triển rất là mạnh mẽ của kỹ thuật mitraclip thì người ta đã có thể tiến hành được trên những bệnh nhân khó khăn và phức tạp hơn nhiều cụ thể là tại viện tim mạch của chúng tôi có những trường hợp bị thủng van bị sa van với cái diện diện với cái khoảng sa van khá là rộng thì chúng ta vẫn có thể can thiệp thành công vì những cái dụng cụ để kẹp sửa van hay lá quan ra ngày nay cái cánh của nó rất là dài và nó có thể bao phủ được cái vùng nó kẹp được cái vùng rộng hơn thì đây là hình ảnh của bệnh nhân hở van hay lá do xa do xa lá sau của van hay lá các bạn nhìn thấy đây là trên xương tim quan thực quản 2D trên mặt cắt trục dọc và mặt cắt hai buồng tim thì chúng ta thấy là Chúng ta thấy cái lá sau của van hay lá bị xa vào trong nhị trái và có đứt một phần dây chằng của lá sau, đúng không ạ? Đấy, đây là xa, xa lá sau chúng ta nhìn thấy thì trên xương tim 2D chúng ta có thể thấy rằng đây là một bệnh nhân bị xa vùng P2 thì chúng ta cẩn thận chúng ta kiểm tra bằng siêu tim quan thực quản 3D, tức là chúng ta dựng hình 3D 3D zoom ở đây nghĩa là mốt phóng đại tập trung, chúng ta nhìn trực tiếp vào van tim và chúng ta sẽ thấy được là cái van tim này đây là nhìn từ nhĩ trái xuống thất trái theo góc nhìn của nhà phẫu thuật viên thì ở phía trước là động mạch chủ ở vị trí 12 giờ sau đấy đây là lá trước van hay lá và đây là lá sau van hay lá thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là lá sau cái phần này là phần xa của lá sau van hay lá ở đúng vị trí trung tâm như vậy là vị trí của vùng P2 vậy đây là một bệnh nhân rất là một cái ứng cử viên rất lý tưởng cho thủ thuật mitraclip là kẹp van hay lá qua đường ống thông đấy là hở van hay lá thực tồn thế còn trường hợp này là bệnh nhân bị hở van hay lá cơ năng thì các bạn nhìn thấy đây ạ à, van buồng thất trái thì giãn căng ra vòng van thì giãn nhĩ trái cũng giãn có cả âm cuộn trong nhĩ trái như vậy bệnh nhân này là bệnh nhân suy tim giãn vòng van và hở hay lá nhiều thì lúc này chúng ta sẽ đo cái gì chúng ta sẽ đo, đo cái đường kính vòng van rồi chúng ta phải đo cái độ uh, khoảng cách từ mặt phẳng vòng van cho đến cái điểm mà hai bờ van này nó tiếp giáp và làm thế nào tối ưu là nếu mà bệnh nhân có cái khoảng uh, độ sâu của, của cái từ cái, cái chỗ của van đó, nó, nó um, hai bờ van này cho đến mặt phẳng vòng lạ van trên 10 một, dưới 11 mm thì đây là một uh, lựa bệnh nhân có thể là uh, cái lựa chọn mitra clip thì có thể nên được đặt ra và đặc biệt cái độ áp của cái cái van hay lá này nó phải trên 2 mm thì đây là hướng dẫn cho các bạn trong cái việc là chúng ta đánh giá. Còn đây là hình ảnh chúng ta bắt đầu làm thủ thuật mitral clip với, với hướng dẫn của siêu tim 3D thì cái cái sông điện cái sông địa, cái, cái, cái 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 dây dẫn sẽ chọc và đưa vào trong tĩnh mạch và đưa về trong nhĩ phải, đưa về nhĩ phải, sau đó đưa 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 vào nhĩ phải sau đó chọc và vách lên nhĩ và đưa hướng xuống van hay lá, hướng xuống hướng van hay lá và bắt đầu sẽ tìm cái vị trí hở. Chúng ta sẽ dùng siêu âm tim màu, siêu âm tim 2D và có đúc lên màu để chúng ta tìm cái vị trí hở và chúng ta thả cái ghim kẹp. Đây là chúng ta đã thả được ghim kẹp vào vị trí của bệnh nhân sa van được tại vùng lá sau đây. Và sau đó thì chúng ta thấy sau khi kẹp lại thì bệnh nhân đã uh, gần như là không còn hở, hở rất là nhẹ. Thế đây là hình ảnh của những cái trường hợp mà tổn thương giải phẫu phức tạp của văn hay lá nhưng với vai trò của siêu âm tim, đặc biệt là siêu âm tim 3D qua thực quản thì chúng ta có thể hướng dẫn để can thiệp thủ thuật van hay lá thành công như là bệnh nhân có vô hóa vòng van, bệnh nhân có thủng lá van đấy bạn nhìn thấy bệnh nhân này thủng lá trước đây, đúng không ạ? Còn bệnh nhân này vôi hóa vòng van đây. Đấy, cái còn bệnh nhân này thủng lá trước thủng lá trước thế còn bệnh nhân này là cái phần sa van thì nó rất là lớn và nó, phần sa van nó rất là lớn thế còn bệnh nhân này thì là bị xa nhiều vùng vòng vạ vùng của lá van và tất cả những bệnh nhân này thì đều đã được can thiệp sửa van hay lá qua đường ống thông một cách công như vậy vai trò của xương tim đặc biệt là xương tim thực quản 3D thì đã giúp cho thủ thuật can thiệp các bệnh van tim đặc biệt là bệnh hở van hay lá thì vai trò hướng dẫn và theo dõi thủ thuật đánh giá rất là chính xác để hướng dẫn vị trí thả kim kẹp và đánh giá ngay trong thủ thuật cũng như đánh giá sau thủ thuật đây là hình ảnh cái cái, cái gai ngoài đưa cái kim kẹp vào vị trí của van hai lá đấy dưới hướng dẫn của xương tim qua thực quản sau đó thì bắt lấy hai cái bờ van bắt lấy hai bờ van và sau đó thì khi mà bắt đến được rồi thì thì bác sĩ tim mạch can thiệp sẽ rút và đặt cái kim kẹp thả kim kẹp vào và sau đó thì bệnh nhân sẽ gần như là khắc phục được cái tình trạng hở hay lá đây là hình ảnh trước khi trước khi thả mitraclip và đây là hình ảnh sau khi thả mitraclip mà thấy là hở hay lá còn rất là ít và với các cái giao diện Ngày càng được cải tiến của siêu âm 3D màu thì chúng ta thấy là cái cấu trúc tim thì chúng ta nhìn thấy nó càng ngày càng càng thân thiện và càng nhìn càng giống càng tự nhiên giống như các cấu trúc mô trong cơ thể và giúp cho bác sĩ hình dung được chính xác hơn và đánh giá được chính xác hơn các cái các cái cấu trúc của của Uh, van tim cũng như các cấu trúc lân cận, các cấu trúc giải phẫu lân cận. Bây giờ chúng ta sang một chút một vài slide về van ba lá. Chúng ta biết rằng hở ba lá thì là một trong những cái yếu tố dự báo tiên lượng tử vong ở các bệnh nhân tim mạch. Thì cái hình của bên trái này là nghiên cứu của NAS van JCC năm 2004 thì đã cho thấy là các bệnh nhân hở ba lá nặng, hở ba lá nặng thì cái mức độ uh, tiến triển thành tử vong rồi tái nhập viện sẽ cao hơn uh, đối với bệnh nhân hở ba lá nhẹ hoặc là hở uh, hoặc không có hở ba lá và cái xác suất sống còn của cái nhóm hở van ba lá nặng thì thấp hơn rất nhiều so với nhóm hở ba lá nhẹ hoặc không có hở van lá. Và đặc biệt trong vòng hơn 10 năm từ 2004 đến 2013 thì nghiên cứu của Jack đăng trên JACC năm 2017 cho thấy này là cái tỷ lệ cái cái volume cái số lượng bệnh nhân được phẫu thuật sửa van ba lá hoặc là thay van ba lá là tăng rất là mạnh mẽ tăng rất là mạnh với các cái đường cong màu xanh và màu đỏ tuy nhiên là chúng ta thấy cái đường cuối cùng là đường màu xám thì là cái đường cong là tỷ lệ tử vong trong bệnh viện thì chả thay đổi gì cả như vậy mặc dù chúng ta can thiệp nhiều chúng ta sửa van nhiều nhưng mà chúng ta không thay đổi được tỷ lệ tử vong đó là bằng phương pháp phẫu thuật đấy vậy thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là có vai trò có chỗ cho những phương pháp can thiệp qua đường ống thông đối với van ba lá hay không. Thế chúng ta biết rằng với sự phát triển của siêu âm tim chúng ta có thể đánh giá được chính xác các cái nguyên nhân của hở ba lá như hở ba lá nguyên phát do tổn thương thấp tôi người ta mặt những khuẩn, do các cái điện cực rồi do tim bẩm sinh như bệnh Epstein, rồi chúng ta chấn thương bệnh Casinoid, do tổn thương thuốc, do do sử dụng thuốc hoặc là do tia xạ vân vân. Còn hở ba lá cơ năng thì ví dụ do tăng áp động mạch phổi, giãn buồng thất phải bệnh cơ tim giãn rồi giãn vòng van trong dung nhĩ rồi là tăng gánh thất tăng gánh nhĩ phải tăng gánh thất phải trong trường hợp mà có các cái sân trong các buồng tim về đánh giá mức độ hở ba lá thì chúng ta biết rằng là chúng ta vẫn dựa vào là uh, diện tích uh, diện tích của dòng hở trên diện tích nhĩ phải nơi vena contracta và chúng ta đánh giá bằng uh, diện tích lỗ hở hiệu dụng mà trên 40 cm vuông, trên 0,4 cm vuông là hở nhiều vân vân thì cái này chúng tôi không nhắc lại. Thì một cái điểm mới trong siêu âm tim trong đánh giá hở ba lá là khuyến cáo của Han của Rebecca Han năm 2017 thì bà ấy không phải chia hở ba lá ra làm ba mức độ nhẹ vừa nặng nữa mà bà chia ra làm năm mức độ là nhẹ vừa nặng rất nặng và hở ba lá xối xả chúng ta thấy là đây là các cái hình ảnh xương tim màu nó thấy các cái mức độ hở ba lá khác nhau vậy tại sao lại phải chia ra nhiều mức độ như thế thì rõ ràng một nghiên cứu của tác giả Miura đăng năm 2020 cũng là mới đây thì đã thấy rằng khi mà chia ra nhiều mức độ như thế này người ta thấy rõ là những cái nhóm hở hai ba lá rất nặng hở ba lá xối xả thì cái outcome cái tỷ lượng tử vong thấp hơn à cao hơn rất nhiều so với bệnh nhân chỉ có hở ba lá nặng. Vậy thì nó xứng đáng là chúng ta cần phải phân loại bệnh nhân thành các cái mức độ nặng hơn nữa, nhỏ hơn nữa để chúng ta làm thế nào lựa chọn để can thiệp bệnh nhân được sớm hơn thì mới có thể giảm được tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Và cái kim sơ đồ về chia vùng của van ba lá trước đây thì cũng chia ba lá van, nhưng mà khuyến cáo mới là năm 2021 là người ta còn chia ra làm năm lá van cơ từ những khuyến cái cái này thì giúp cho chúng ta có thể định hướng trong cái việc là chúng ta um, can thiệp kẹp van ba lá qua đường ống thông thì đây là hình ảnh chúng ta sử dụng siêu âm tim 3D để để khảo sát cái van ba lá qua đường ống thông đấy các bạn nhìn thấy rồi chúng ta có thể quan sát được lá trước lá sau lá vách đặc biệt với siêu âm tim qua thực quản các bạn quan sát với các mặt cắt qua dạ dày thì quan sát được cái cấu trúc của van ba lá rất là rõ và mức độ hở ba lá rất là rõ thì đây là hình ảnh đánh giá van ba lá trên xương tim qua thực quản với mặt cắt qua dạ dày và các bạn sẽ quan sát được lá trước rồi lá sau lá vách và trên nếu chúng ta chỉ dùng xương tim 2d thì chúng ta sẽ thấy rất là khó đôi khi chúng ta cũng khó quan sát thì nếu chúng ta có xương tim 3d chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái lá van mà nó ở phía vách liên thất và gần với van động mạch chủ thì sẽ là lá vách và ngược chiều kim đồng hồ thì cứ thế các bạn thứ tự cạnh với lá vách là lá trước và sau đó là lá sau thì đấy là đây là nếu mà chúng ta nhìn từ thất phải còn nhìn từ nhĩ phải thì sẽ ngược lại nếu nhìn từ nhĩ phải thì lá vách là lá cạnh van động độ mạch chủ và vách nhân thất và đi ngược chiều kim đồng hồ sẽ là lá sau rồi đến lá trước thì các bạn lưu ý và với xương đúc lên màu 3D thì chúng ta cũng có thể đánh giá được cái mức độ hở van ba lá diện tích của cổ dòng hở vân vân Thêm một cái, cái vấn đề nữa là đối với bệnh nhân mà mang máy tạo nhịp thì nhiều bệnh nhân là chúng tôi thấy là vì bệnh nhân thường bệnh nhân mang máy tạo nhịp thì có thể do suy tim nặng này rồi bệnh cơ tim loạn sản thất phải hay mà ngày nay người ta dùng là bệnh cơ tim sinh loạn nhịp ấy, mà cái thất phải nó giãn bệnh nhân hở ban ba lá nhiều thì mình không biết là khi bệnh nhân đã mang máy tạo nhịp rồi mà hở nhiều như thế đấy là do hở ban lá cơ năng thì mình phải tiếp tục điều trị nội khoa rồi là hoặc là mình phải phẫu thuật sửa vòng van hay là bệnh nhân này hở ba lá nhiều do cái điện cực này nó nó tì đè vào mép của van ba lá hoặc là nó làm thủng lá van thì lúc này chúng ta có thể sử dụng xương tim 3D là chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ các bạn nhìn thấy hình bên phải là bệnh nhân đã mang máy tạo nhịp và hở ba lá nhiều, cái điện cực nó nằm ở giữa của cái trung tâm của van và nó không hề tì đè vào các lá van như vậy bệnh nhân này hở ba lá nhiều là hở ba lá cơ năng và chúng ta phải tích cực điều trị nội khoa cho bệnh nhân và nếu cần thiết thì chúng ta phải xem xét là sửa cái van vòng van ba lá cho bệnh nhân. Thì đây là bệnh nhân được làm xương tim quan thực quản 3D với các mặt cắt X-Plan để kẹp sửa van ba lá qua đường ống thông đây. Đây là nếu mà hở ba lá cơ năng thì chúng ta phải kẹp van ba lá, sửa van ba lá qua đường ống thông để làm giảm mức độ hở ba lá. Đấy, đây là hình ảnh mà thả ghim kẹp hướng dẫn của siêu âm. Và thấy là ngày nay với siêu âm tim đóng vai trò rất quan trọng trong các can thiệp các cái, cái, cái bệnh tim cấu trúc thế đây là hình ảnh kim kẹp đang đưa vào trong buồng tim và được, sau khi được thả đây trước khi được thả thì hở ba lá rất nhiều và sau khi được thả các bạn nhìn thấy đây cái mức độ hở ba lá chỉ còn rất ít thôi rất nhẹ thôi và các, và đây là slide cho chúng ta thấy là trong những năm gần đây chúng ta có rất nhiều device rất nhiều thiết bị để can thiệp ban ba lá qua đường ống thông với các thiết bị như kẹp van ba lá này, các thiết bị đặt vòng van này, rồi các cái thiết bị sửa chữa uh, thay van. vậy thì một lần nữa chúng ta lại thấy tại đây chính là cái đất cho siêu âm là nơi mà siêu âm có thể phát huy vai trò trong việc đánh giá cấu trúc và chức năng của sức phải của van ba lá để chúng ta có thể chỉ định được những bệnh nhân nào thì phù hợp vào phù hợp với những cái phương pháp nào và những cái thiết bị nào kích cỡ bao nhiêu thì đấy là vai trò của siêu âm tim, những cái kỹ thuật siêu âm tim mới trong đánh giá bệnh van ba lá thì tôi đã điểm qua các cái tiến bộ của siêu âm tim trong đánh giá các bệnh van tim. Sau đây thì tôi chỉ có một số slide về giới thiệu với các bạn về tiến bộ của van của siêu âm tim trong các bệnh tim cấu trúc thì các bạn nhìn thấy đây là một bệnh nhân lỗ thông liên nhĩ đúng không ạ? Đây là nhĩ trái, đây là nhĩ phải, đây là van ba lá với hai mặt cắt trực giao vuông góc nhau đây là hình ảnh xương tim màu dòng sân trái phải qua lỗ thông Đơn bệnh nhân này được làm xương tim ở viện tim mạch quốc gia và đây là hình ảnh lỗ thông liên nhĩ được chúng ta nhìn ao fast view là nhìn trực diện từ bên nhĩ phải ở phía trên này là tĩnh mạch chủ trên và phía dưới là tĩnh mạch chủ dưới và đây là van động mạch chủ chúng ta đấy gần như g van động mạch chủ là không có đây là g tĩnh mạch chủ trên và phía dưới là g tĩnh mạch chủ dưới và lỗ thông này là lỗ thông hình bầu dục như vậy nếu mà chúng ta chỉ dùng siêu tim 2d thì chúng ta không thể biết được là lỗ thông là hình gì hướng của lỗ thông ra làm sao đi chéo hay là như thế nào thế thì nếu mà chúng ta có siêu tim 3d chúng ta biết lỗ hình bầu dục hay lỗ hình tam giác hay lỗ hình tròn hướng của lỗ thông thì lỗ thông nằm như thế nào trên vách liên nhĩ điều này rất quan trọng đối với bác sĩ tim mạch can thiệp thường ở các nước tiên tiến khi mà biết lỗ thông nguyên nhĩ bằng dụng cụ qua đường ống thông người ta thường làm dưới sự hướng dẫn của siêu tim qua thực quản thế còn đây là hình ảnh của lỗ, lỗ thông nguyên nhĩ các bạn có thể có lỗ thông nguyên nhĩ hình oval hoặc là hình tròn hình bầu dục vân vân thì với siêu tim 3D thì là phương pháp mà các bạn có phương pháp siêu tim duy nhất mà các bạn có thể đánh giá được hình dạng kích thước của hình dạng của lỗ thông thế thế còn đây là những bệnh nhân bị mang van cơ học đấy mang van tim nhân tạo thì xương tim 3D nó uh, cũng giúp cho chúng ta đánh giá đây bệnh nhân bị hở van, hở van cơ học đây các bạn nhìn thấy đây chúng ta thấy có dòng hở cạnh van đây do thủng, dùng uh, bệnh nhân bị viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn bị thủng cạnh chân van. Thế còn đây là trường hợp bệnh nhân có huyết khối van cơ học. Thế đây là một trường hợp van thau sau thay van được mạch chủ, à thau thay van hay là lá cơ học các bạn nhìn thấy van gần như không mở, gần như không mở và tranh áp qua van rất là cao, vận tốc tối đa qua van trên bờ uh, 3, khoảng 33 mét trên dây như vậy là trên áp tối đa này là khoảng 36 mm thủy ngân đúng không ạ rất cao thì đây là chúng ta làm xương tim qua thử quản 3D chúng ta đây có một cái huyết khối rất là lớn ở trên mặt van à, à mặt van hay lá uh, cơ học đây cái một cái cục huyết khối và khi mà chúng tôi cắt sâu xuống thì chúng tôi thấy là cái một cái cánh của van cơ học không mở ra được và nó chỉ mở một cánh thôi chỉ mở một cánh thôi Đấy, như bệnh nhân này là kẹt van cơ học và phải gửi đi mổ phẫu thuật để thay một cái van cơ học khác và lấy huyết khối thay van cơ học khác. Thế còn trong trường hợp bệnh cơ tim thì như nào? Đây là một trường hợp bệnh cơ tim phì đại. các bạn nhìn thấy là các phì đại thành tim lệch tâm và có dấu hiệu sam. Đấy và đối với bệnh cơ tim phì đại nhiều trường hợp EF nó vẫn bình thường. Thế nhưng mà chức năng tim đã bắt đầu giảm thể hiện qua cái việc giảm Sức căng dọc toàn bộ thất trái, đặc biệt là nếu các bạn làm sức căng của từng vùng thất trái thì các bạn sẽ thấy là cái vùng nào mà cơ tim phỉ đại thì cái sức căng của nó sẽ giảm so với những cái vùng khác. Đấy các bạn nhìn thấy, cái vùng vách lên thất, phần đáy, phần gần đường ra thất trái thì cái sức căng nó giảm, nó nhạt màu hơn rất nhiều so với những cái vùng cơ tim khác. Thì sang đến bài của Tiến sĩ Việt Hà, các bạn sẽ được học về sức căng cơ tim. Đấy. thế còn đây là một bệnh nhân mà cũng bệnh cơ tim phị đại chị, uh, chị ruột của bệnh nhân trước hai chị em ruột cùng là bị rối loạn di truyền và đột biến gen thì bị uh được phát triển muộn hơn cho nên là giảm cả chức năng tim vừa phì đại thành tim vừa giảm chức năng tim và tăng bệnh cơ tim phì đại tăng nghẽn có tăng trình áp qua đường da thất trái chúng ta thấy là sức căng toàn bộ của các vùng cơ tim đều giảm nhưng những cái vùng mà nó phì đại thì nó còn giảm nặng hơn đấy các bạn nhìn thấy là màu nó nhạt hơn rất là nhiều như vậy là đối với bệnh cơ tim phì đại những cái vùng cơ tim mà bị phì đại thì nó sẽ giảm nặng hơn rất là nhiều điều đó giúp cho chúng ta cái gì trong bệnh đối với đánh giá bệnh tim cấu trúc chúng ta xác định chính xác những cái vùng cơ tim nó phì đại nhất để chúng ta định hướng trong việc ví dụ như phẫu thuật hoặc đốt cồn của vách liên thất đây đây là chúng ta cắt uh, mặt cắt trục dọc mặt cắt trục ngắn đối với trường hợp bệnh cơ tim phì đại lệch tâm các bạn nhìn thấy cho đốt lên màu vào thì có có dòng rối qua đường da thất trái ở cái vùng mà ngay cái phần phần vách liên thất nó bị phì đại và van hay lá thì vỗ vào vách liên thất đấy thì khi mà đốt cồn vách lên thất thì nguyên lý là gì là chúng ta sẽ sử dụng cái dung dịch alcohol để mà tiêm vào trong động mạch vành để thì từ đó thì gây ra nhồi máu cơ tim cái vùng cơ tim đó và làm mỏng cái vùng cơ tim đó để làm cho bị giảm tắc nghẽn của cái uh, đường ra thất trái do bệnh cơ tim phì đại gây ra thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải đánh giá cái 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 vùng nào là vùng phì đại nhất này thế rồi bằng siêu 2D bằng strain này rồi là chúng ta xem cái vùng phì đại nhất dày bao nhiêu rồi cái vị trí liên quan đến cái lá vành phải của động mạch chủ như thế nào đấy rồi là cái phần mà vách liên thất này khi mà nó dày lên tối đa là bao nhiêu mỏng đi thì nó là bao nhiêu khoảng cách từ cái vị trí mà chúng ta đốt đến cái chân của lá vành phải dự kiến đốt đến chân của lá vành phải là bao nhiêu không? là bao nhiêu. Thế rồi có các cái dị tật khác đi kèm hay không? Ví dụ như là màng ngăn dưới văn động mạch chủ, màng ngăn trên văn động mạch chủ hoặc các cái bệnh lý như sa van hoặc là các bệnh lý động mạch vành đi kèm hay không thì siêu âm tim đóng vai trò rất quan trọng trong việc là hướng dẫn chuẩn bị cho bệnh nhiệt, bệnh nhân để làm thủ thuật đốt cồn vách liên thất. Thì đây là hình ảnh siêu âm tim 3D các bạn nhìn thấy là chúng ta có thể dùng siêu âm tim 3D qua thành ngực và qua thực quản xác định được chính xác cái vị trí và vách liên thất nó dày Nhất. Thế rồi cái lá van nó bị sam tức là di động ra phía trước trong thời kỳ tâm thu thậm chí có trường hợp mà di động cả dây chằng, cả cột cơ và vỗ vào vách lên thất thì chúng ta cũng quan sát rất là rõ. Đấy, trong khi nếu mà nhiều trường hợp bệnh nhân béo mà thành ngực dày chúng ta làm siêu âm tim qua thành ngực 2D thôi chúng ta không quan sát được chính xác. Thì đây là siêu âm tim qua thực quản 3D chúng ta quan sát được rất là rõ, quan sát được rất là rõ cái vị trí tắc nghẽn. Đấy, có cầm đốt lên màu hướng dẫn một cái hường, một cái can thiệp nữa đó là can thiệp bít tiểu nhĩ qua đường ống thông trong những trường hợp bệnh nhân bị rung nhĩ không do bệnh van tim mà bệnh nhân này lại không thể dùng được các cái thuốc chống đông như là Noax hoặc kháng vitamin k như warfarin thì chúng ta có chỉ định gợp biết tiểu nhĩ qua đường ống thông để làm giảm nguy cơ tắc mạch đột quỵ cho bệnh nhân và các bạn nhìn thấy là với vai trò của siêu âm tim 3D, siêu âm tim qua thực quản thì chúng ta có thể xác định thì rõ rõ các cái hình dạng của tiểu nhĩ như là hình cánh gà, hình hình cánh thiên thần rồi là hình vớ gió vân vân rồi đo kích thước của miệng tiểu nhĩ để từ đó dự đoán cái kích thước của device của dụng cụ biết tiểu nhĩ và hướng dẫn siêu âm tim cũng hướng dẫn cho quá trình biết tiểu nhĩ như quá trình chọc cách lên nhĩ rồi đưa dụng cụ vào trong tiểu nhĩ như thế nào, có tránh để các các cái biến chứng có thể xảy ra, rồi đánh giá trước và sau quá trình bít tiểu nhĩ. Chờ tôi dùng uh, dành vài slide cuối cùng để nói về những tiến bộ mới trong vài năm gần đây thôi, đó là vai trò của trí tuệ nhân tạo đối với chẩn đoán hình ảnh tim mạch và trong đó là có siêu âm tim thì chúng ta biết rằng là việc sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cho chúng ta tăng được cái giá trị chẩn đoán cho người bệnh và tăng được khả năng lưu trữ hình ảnh cũng như là cải thiện được hình ảnh được đẹp hơn và giúp cho việc đào tạo uh, chuyển giao uh, kỹ thuật xương tim uh, và trong cái chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta sẽ uh, sẽ có các cái phương pháp như phương pháp học máy và phương pháp học sâu. Chúng ta biết rằng khi mà phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo thì uh, não các nhà khoa học đã sử dụng não người như là một cái nguồn hướng dẫn cho các nhà khoa học dữ liệu và các nhà khoa học về thần kinh học ấy thì đã cho chúng ta biết rằng vỏ não của chúng ta có rất là nhiều tập kết nối và trong đó có những cái sợi trục và những cái sợi bên và tương tự như vậy thì cái mô hình trí tuệ nhân tạo tinh vi hiện tại ấy, thì nó phụ thuộc vào các mạng lưới sâu và nó phụ thuộc vào các cái lớp liên tiếp và các lớp đó thì là những cái phần tử neuron được kết nối bằng các cái vị trí mà chúng ta có thể hình dung như các cái khớp thần kinh ở trong cái hệ thống thần kinh của con người chúng ta và việc sử dụng các cái mạng lưới neuron nhân tạo thì khi mà sử dụng các cái mạng lưới này thì các cái máy móc của chúng ta nếu chúng được lập trình thì để các máy móc này có thể học và tiếp nhận đầu vào theo kiểu là có thể là được giám sát hoặc là theo kiểu không giám sát và các đầu vào này các dữ liệu này được xử trí qua nhiều lớp phân tích để tìm ra các cái nét đặc trưng, sự liên kết giữa các thông tin và sự suy luận hợp lý và càng có nhiều lớp thì các mạng lưới nó càng sâu và bước cuối cùng sẽ là cung cấp đầu ra hoặc các cái câu hỏi để trả và cung cấp các cái câu trả lời cho các câu hỏi thì với phương pháp uh, chỉ sử dụng trí tuệ nhân tạo thì trong bệnh tim cấu trúc chúng ta có thể thấy là càng ngày càng có những nghiên cứu mới đặc biệt nghiên cứu về tim bẩm sinh rồi phát hiện các dị tật trong uh, siêu âm tim thai và phương pháp sử dụng uh, dạy cho máy học học máy machine learning là có thể là phát hiện được các cái bệnh tim bẩm sinh như rồi là bệnh uh, ống động mạch và sử dụng phương pháp học sâu rồi là phát hiện các cái bệnh lý như là tứ chứng pha lô có thể phát hiện bằng các phương pháp cộng hưởng từ tim siêu âm tim vân vân thì đấy là điểm qua những cái nét mới nhất cũng phát triển mới những cuộc cách mạng trong hình ảnh học tim mạch và đặc biệt là trong siêu âm tim thì đây là slide cuối cùng thông điệp của chúng tôi đến với các quý đồng nghiệp đó là các bệnh tim cấu trúc thì chúng ta biết là phải hiểu rằng đấy là những bệnh rất phức tạp và nó không phải chỉ là bệnh lý về cấu trúc mà nó còn là bệnh lý về chức năng của cả van tim các cấu trúc tim và các chức năng các buồng tim và việc đánh giá bằng siêu âm tim 2D, 3D, bằng siêu âm qua thành ngực, qua thực quản đóng vai trò rất quan trọng trong việc khảo sát các cấu trúc, các van tim về mặt giải phẫu như về mặt chức năng, từ đó có các cái chỉ định can thiệp điều trị cho cả những bệnh nhân chưa có triệu chứng, tức là can thiệp sớm dựa vào các cái thông số siêu âm tim mới và các thông số siêu âm tim uh, kinh điển và những cái phương pháp đánh giá các mức độ hở các sân trong tim càng ngày càng được được có nhiều các nghiên cứu và có nhiều điểm mới mở ra chúng ta những chân trời mới để ứng dụng trong thực hành lâm sàng và việc sử dụng siêu âm tim với những cái phương pháp mà hình ảnh rất là chính xác như siêu âm tim 3D qua thực quản thì có vai trò rất quan trọng rất thiết yếu rất thiết yếu trong can thiệp các bệnh van tim can thiệp các bệnh cấu trúc tim như là sửa van hai lá qua đường ống thông, sửa van ba lá qua đường ống thông, thay van động mạch chủ qua da, đóng lỗ thông liên nhĩ, can thiệp bít tiểu nhĩ vân vân. thì đây là slide cuối cùng của chúng tôi. một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý đồng nghiệp.